Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể tham gia LandPass ở trên bài NAND một cách cụ thể nhất. Như các bạn có thể thấy là hiện tại LandPass đang có một cái sự kiện mới là LandPass đồng Space ID. Và hiện tại sự kiện này nó đang được diễn ra rồi và thời gian đăng ký còn lại chỉ còn lại là 59 phút thôi, tức là còn dưới một tiếng nữa. Thì thực ra sự kiện này thì mình đã đăng ký rồi, mình chỉ làm clip để hướng dẫn các bạn thôi. Thì cho bạn nào chưa biết là LandPass là gì thì LandPass là nơi Binance sẽ public, sẽ cho ra mắt những cái đồng coin mới, và những cái dự án này đều sẽ được Binance kiểm duyệt rất là kỹ. Thế nên là khi mà tham gia LandPass ấy, bạn sẽ có thể mua được những cái dự án tốt, và thường sau khi mua xong các cái đồng coin của dự án đó thường nó sẽ x5, x10 lên rất là nhiều. Thì trước đây mình có làm một cái sự kiện LandPass về đồng HOOK này, thì thực ra là mình cũng chỉ làm clip hướng dẫn cho các bạn xem, và các bạn nào quan tâm đến LandPass thì có thể tìm hiểu thêm. Nhưng mà không ngờ rằng là sau khi mình làm clip hướng dẫn đấy xong thì nó lại trở thành một khoản đầu tư rất là tốt cho mình, khi mà cái đồng coin này nó lên đến 2400% này. Đó, một khoản đầu tư rất là tốt là mình đã bán ra trong khoảng thời gian này. Thì tiếp tục mình mong rằng cái sự kiện LandPass lần này của cái đồng SpaceX này nó cũng sẽ là một cái sự kiện có thể giúp mình có được một khoản lợi nhuận tốt như thế. Thì thực ra ở trong quá khứ thì Binance đã LandPass rất là nhiều đồng trước đây rồi. Và các bạn có thể thấy là suốt từ năm 2019 đến nay thì có rất nhiều đồng được LandPass ở trên Binance, và tất cả các đồng đều đã có đạt được một cái mức lợi nhuận rất là tốt. Thế nên là mình mong rằng cái sự kiện lần này nó cũng sẽ mở ra thêm một cái gọi là cái kênh đầu tư mới. Tuy nhiên thì các bạn không nên all in hay là tham gia quá nhiều trên này, vì thực ra là để có thể mua được ấy thì các bạn cần phải cam kết đồng BNB. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem luôn. Ok, thì mình sẽ thoát ra nhá. Đây, cho những bạn nào chưa biết nhá. Đây, mình sẽ thoát hết ra này. Đây, đây là tài khoản mặc định của bạn. Còn nếu hiện tại các bạn không thấy cái màn hình như này thì rất có thể là các bạn đang ở trong mục Binance Litter. Đây, hiện tại thì mình đã bật cái này lên và nó đang là Binance Pro rồi. Thì cái giao diện của nó sẽ trông như thế này. Thì ở màn hình này các bạn vào cho mình phần thêm này. Chưa? Rồi các bạn kéo xuống dưới cho mình. Kéo xuống dưới thì các bạn sẽ thấy mục LandPass này này. Thì các bạn kích vào. Thì các bạn có thể thấy đây là cái sự kiện LandPass mới nhất của Binance, và hiện tại cái thời kỳ đăng ký nó đang diễn ra. Còn 57 phút thôi thì mình sẽ ấn vào phần đăng ký. Đây. Ok. Và các bạn có thể thấy ở đây là các cái thông tin của cái việc đăng ký lần này. Đấy, thời gian tính toán. Hiện tại thì để có thể đăng ký được bạn cần phải KYC thành công này. Và bạn có thể thấy là cái giới hạn cam kết tối đa của mình nhá, nó đang là 9 BNB, và mình đã cam kết là 2,1 BNB rồi. Đó, thì mình vẫn có thể cam kết thêm được. Thì làm sao, có nhiều bạn là làm sao để có thể tăng được cái giới hạn cam kết này lên, thì các bạn có thể ấn vào cái chữ Y bên cạnh này, thì nó sẽ bảo là được tính toán dựa trên các khoản nắm giữ BNB trung bình trong quá khứ trên nhiều ví nhá. Ok, được rồi, các bạn cứ nhớ thế đã. Rồi bây giờ thì mình sẽ thoát ra này. Mình sẽ tắt đi này. Mình sẽ cho các bạn xem ví của mình này. Đây, mình sẽ vào mục ví này. Đấy, thì các bạn có thể thấy là ở trong cái mục ví Earn này này, mình có giữ rất là nhiều đồng BNB ở trên ví Earn này. Đây, ở trong BNB đây đang có tận 10 đồng BNB à? Đây là 10 đồng BNB đúng không? Đấy, thì vừa LandPass mất 2 đồng rồi. Còn lại thì các bạn có thể thấy là mình gửi tiết kiệm cố định này trong 60 ngày, 60 ngày, 60 ngày, 90 ngày đây. Rất nhiều, mình gửi rất nhiều ở trên này. Và tổng là mình đang giữ tầm 10 BNB trên này. Nhưng mà chắc là do một đồng mình mới mua trong mấy ngày gần đây thôi, thế nên là nó không được tính vào trong cái hạn mức đó. Còn thực ra là mình nắm giữ lâu dài thì cũng phải là đến 9 BNB thật. Hiện tại thì nếu mà mình chưa có BNB ở trên ví spot này, ví giao ngay này chẳng hạn. Đây, mình chưa có, đây đang có 1000 đô rồi. Thì mình sẽ thử mua BNB nhá. Là mình sẽ ấn vào đây này. Rồi mình ấn vào phần là giao dịch này, chuyển đổi đi cho nhanh, chuyển đổi này. Và mình chuyển đổi USDT sang BNB nhá. Mình mua BNB để cam kết luôn đấy. Đây, sang BNB này. Rồi, mình ấn vào đây là mình mua là 1 BNB đi. Rồi mình xem trước chuyển đổi. Thì giá hiện tại nó đang rơi vào tầm 336 USDT. Rồi mình ấn vào phần chuyển đổi. Ok, và thành công. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại trang chủ, trở về ví của mình này. Trở về ví nhá. Đây thì các bạn có thể thấy là hiện tại mình đang có 1 BNB ở trên này rồi. Thì lúc này mình sẽ vào lại phần trang chủ này. Lại vào phần thêm này. Rồi kéo xuống dưới, chọn cái hình mũi tên. Đây, LandPass đây. Rồi, rồi ấn vào phần này. Rồi thì bây giờ mình có thể kéo xuống dưới và mình sẽ ấn vào phần là cam kết thêm.
Hiện tại mình đã cam kết hai BNB rồi, mình sẽ ấn vào phần cam kết thêm này. Đó, và các bạn có thể thấy là cái số tiền khả dụng mình vừa mua là mình vừa mua thêm một BNB nó có ở trên này, thì mình sẽ ấn vào phần là tối đa này. Rồi, giờ mình ấn vào phần là cam kết ngay. Rồi, cam kết ngay. Ok, và vậy là mình đã cam kết BNB thành công xong. Đó, và như các bạn có thể thấy là mình vừa có thêm một BNB cam kết ở trên này rồi. Thì thực ra mình vẫn còn có thể cam kết được thêm xem nào 9 trừ 3 là còn tầm 6 BNB nữa. Đây, các bạn có thể thấy đọc thêm các thông tin ở phía dưới này như tổng số người tham gia là 92.000 người rồi và số BNB đang được cam kết là bao nhiêu đây? 7 triệu BNB cơ, 7 triệu 800.000 BNB rồi. Thì thực ra thì đây là một cái sự kiện rất là tốt để các bạn có thêm một cái kênh đầu tư. SpaceX đây, ở dưới này thì nó có bằng tiếng Anh thì thực ra nó cũng không có dễ hiểu lắm. Bạn có thể tìm hiểu các cái thông tin về cái đồng coin này hay là cái dự án này ở trên Google thì có rất là nhiều thông tin. Thì mình nói qua một chút, SpaceX nó là một cái nơi để bạn có thể mua được những cái tên miền ở trên các mạng như BNB hay là ETH. Thì giống như kiểu là tên miền của website ấy, thì khi bạn mua rồi thì người khác không thể mua được nữa. Thế nên những cái tên miền mà ví dụ như kiểu lớn lớn như google.bnb hoặc là các thứ sau này nó phục vụ cho web 3 ấy, thì nếu mà các bạn mua trước rồi thì sau này bạn có thể bán lại với cái lợi nhuận cao hơn, kiểu kiểu như thế. Ok, mình thì thực ra là mình cũng chia sẻ luôn là mình cũng không quan tâm quá nhiều đến các cái dự án kiểu như thế này, bởi vì mình kiếm tiền chính là trên cái thị trường giao dịch và đầu tư. Thế nên là mình không có quá nhiều thời gian để có thể thẩm định hay là quan tâm đến những cái dự án này và follow theo các dự án. Thế nên là mình kiếm tiền chính trên cái lĩnh vực đầu tư hay là giao dịch của mình thì mình cứ chắc cái đấy trước đã. Cái này thì coi như là một cái kênh đầu tư thêm mà thôi, vẫn phải lâu lâu tầm 3 tháng một lần nó mới lại có được một cái sự kiện lăn pát như thế này. Đây, ở dưới này thì nó có các cái thông tin này là ID này, một cái đồng ID này thì bằng 0,00 bao nhiêu BNB này. Đó, đây đây đây, ở phía dưới này. Thời gian thì sau khi mà đăng ký thành công xong thì thời gian tính toán nó sẽ rơi vào tầm 22 tháng 3 lúc 16 giờ. Đấy, tức là tầm 4 giờ chiều nay đây là nó sẽ bắt đầu tính toán để bắt đầu trả token vào 17 giờ luôn. Ok, thì cái kết quả của cái sự kiện lăn pát đồng SpaceID này nó như thế nào thì mình sẽ chia sẻ ở trên bài đăng trên YouTube nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.